Quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 13 giải đua xe MotoGP 2019. Chặng 13 được tổ chức tại đường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli ở Ý vào ngày 15 tháng 9 với tổng chiều dài đường đua là 114,1 km kéo dài trong 27 vòng đua. Đường đua Misano nằm dọc bờ biển của thành phố Rimini, Cộng hòa San Marino, thuộc Italia. San Marino là nước Cộng hòa lập hiến lâu đời nhất thế giới, được thành lập vào năm 300 sau Công nguyên. Đường đua Misano là đường đua thứ hai của đất nước hình chiếc ủng, đăng cai giải đua MotoGP sau Mugello. Ba vị trí xuất phát đầu tiên lần lượt là Maverick Vinales của Monster Energy Yamaha MotoGP, Paul Espargaro của Red Bull KTM Factory Racing và Fabio Quartararo của Petronas Yamaha SRT. Chặng 13 MotoGP 2019 chính thức bắt đầu. Nhà đương kim vô địch Marquez xuất phát tại vị trí thứ 5 ở Misano ngày hôm nay. Tuy nhiên, anh không bị áp lực quá lớn vì trước chặng 13 này, WM93 đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp và bỏ xa người xếp hạng thứ 2 đến 78 điểm. Một khoảng cách quá lớn. Fabio Quartararo đang tăng tốc ở đoạn đường thẳng để vượt mặt Maverick Vinales vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Ngay phía sau, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của Marquez. Số 93 của Repsol Honda Team đã ép cua phải và vượt qua Vinales để vươn lên vị trí thứ 2. Ở chặng 13 này, Repsol Honda Team cũng chào đón sự trở lại của tay đua tân binh Jorge Lorenzo sau khi tay đua số 99 đã vắng mặt khá lâu ở mùa giải năm nay. Alex Rins đang cố gắng vượt mặt Espargaro nhưng anh bị mất lái và suýt lao ra khỏi đường đua. Nhưng rất may anh đã kiểm soát được tình hình. Valentino Rossi vừa ép cua phải để vượt mặt Espargaro và chiếm vị trí thứ 5. Alex Rins lại một lần nữa vượt mặt Espargaro trong sự reo hò của các cổ động viên, nhưng sau đó anh đã vào cua bị lỗi và trượt dài ra khỏi đường đua. Thật đáng tiếc cho số 42 của team Suzuki S-Star. Quay lại cuộc đua, Rossi và Morbidelli đang cạnh tranh rất quyết liệt cho vị trí thứ tư với sự cổ vũ của khán giả nhà. The Doctor đã vươn lên giữ vị trí thứ tư. Chúng ta có thể thấy sự cạnh tranh cho vị trí cao nhất trên bục podium lúc này chỉ là cuộc đua song mã giữa Marquez và Quartararo. Số 20 của Petronas Yamaha SRT vẫn đang dẫn đầu, nhưng WM93 đang bám rất sát phía sau như hình với bóng. Nhà đương kim vô địch đang tăng tốc và vượt mặt Quartararo. Tuy nhiên, anh đã đánh mất lợi thế của mình ngay góc cua phải kế tiếp và để cho Quartararo lấy lại vị trí dẫn đầu. Đã là những góc cua cuối cùng rồi. Liệu WM93 có chứng tỏ được bản lĩnh của mình không? Vâng, nhà đương kim vô địch đang tăng tốc rất mạnh mẽ và ép cua trái thành công. Anh đã vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Và cuối cùng, Marc Marquez đã cán đích ở vị trí đầu tiên. Phía sau anh, lần lượt là Fabio Quartararo và Maverick Vinales. Một chiến thắng xứng đáng cho nhà đương kim vô địch khi anh đã thể hiện đẳng cấp của mình ở những khoảnh khắc cuối cùng. WM93 đã nới rộng khoảng cách lên đến 93 điểm so với người đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp. Xin chúc mừng anh! Sau đây là kết quả của chặng 13 MotoGP 2019. Và đây là bảng xếp hạng của các tay đua sau chặng 13 MotoGP 2019. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những hình ảnh tổng hợp chặng 13 của giải đua xe MotoGP 2019. Và mời quý vị tiếp tục đón xem chặng 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 vào lúc 18 giờ tại đường đua Motoland Aragon ở Tây Ban Nha và được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sports 2 với phần bình luận tiếng Việt do Honda Việt Nam tài trợ. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.